xưa bà giả trai đi tu đó, dạ. Mà bà chịu hàm quan đó là bà thị mầu á, lấy ai nó nói cho lỗ thừa lấy bả, mà đừng bà với bà cho lấy nhau được. Rồi con lại vuốt bức tượng mẹ để đầu ba cái đi, bắt đầu mình tay qua nạn khỏi con. Vuốt bức tượng mẹ á, đừng vuốt em bé. Hello mọi người, hiện tại hai anh em mình đang trên đường đi vào chùa Bà núi Sam. Thì sắp tới là cái lễ 23 tháng 4. Thì mình sẽ vào quay những quan cảnh mà gần tới cái ngày lễ hội của bà. Tất cả mọi người ai mà ở Châu Đốc cũng như là ở An Giang thì hãy vào đăng ký kênh theo dõi để xem những video mới của mình nhé các bạn. Rồi thì cuối cùng cũng tới chùa Bà nha các bạn. Cái đường này là cái đường cổng sau nha, cổng sau nha mọi người. Thì cái tháng 2 này á thì cái khách du lịch á thì cũng lai rai chứ cũng không có nhiều. Tới cái tháng 3, tháng 4 thì sẽ đông nha mọi người. Mọi người cùng coi đây, đây là cổng sau này, cổng sau chùa Bà đó. Cái này quay ban ngày chứ nếu mà ban đêm á, ban đêm khách cũng đông lắm nha, các bạn. Cái camera của mình á, thì mình mới test thử cái camera hành trình nè. Cũng mong tất cả các bạn thông cảm nha, cũng hơi giật giật các bạn coi đỡ nha các bạn. Mình cũng mới test thử, mình sẽ rút kinh nghiệm để quay cái clip sẽ hay hơn và cái clip nó chống rung cho mọi người cùng xem cho đỡ mỏi mắt ha. Cái này là xin lỗi các bạn nha. Ở đây là cáp treo à? Cái đường trên đó đó. Ủa vậy đâu? Không phải vậy. Dễ tỏ rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì dễ tỏ rồi. Rồi đây là mình sẽ quay lại cái cổng trước của chùa Bà nha các bạn. Đây là cổng trước. Ở đây là cổng trước chùa Bà nha mọi người. Hiện tại thì tháng 2 thì cái lượng du khách đến chùa Bà thì cũng chưa được đông lắm. Cái gì? Cấm quay phim. Cấm quay phim nha mọi người. Thì mình chỉ ở ra ngoài cho tất cả mọi người xem cái chùa Bà ở tỉnh An Giang Châu Đốc nha mọi người. Những cái bàn dài này nè là khi mà khách du lịch người ta muốn cúng gì đó, thường thường mình thấy là cúng heo á, mấy cái bàn này nè rất là nhiều luôn. Thì các bạn nào mà nếu mà có ghé Châu Đốc chùa núi Sam thì nhớ ghé chùa Bà lại để xin cầu nguyện những điều tốt đẹp mọi người trong gia đình nha các bạn. Tại vì chùa Bà rất là linh nha các bạn. Bây giờ người ta không có cho quay nữa, thành ra mình ở phía ngoài mình quay cái quan cảnh cho mọi người coi thôi ha mọi người. Mọi người coi đỡ ha. Khóa cửa rồi. Không biết thấy rõ không nữa. Không khó thấy quá. Ờ. Cái
cửa đã phá rồi cho nên chúng ta không thể đi vào trong được. Ở đây không có thấy mọi người ơi. Ở đây là cái mão của bà là nghe mọi người. Hiện tại thì khách thập phương cũng như là các tỉnh ở trên cái đất nước đổ xô về miếu bà Chúa Xứ Núi Sam ở tỉnh An Giang, Châu Đốc thì cũng lây rai các bạn. Từ đây tới tháng 4 là sẽ đông lắm nha các bạn. Ồ, thời tiết quá nóng rồi mọi người. Ở đây người ta bán mắm nè. Mắm là đặc sản của Châu Đốc Núi Sam nha các bạn. Thì bây giờ nãy giờ mình đảo vòng một vòng của cái chùa bà Núi Sam rồi, mà bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tới chùa Tây An Cổ Tự. Trước mắt thì mình sẽ đi lại chỗ mẹ Quan Âm Thị Kính. Mình lại một cái thì cái tượng mẹ Quan Âm này là nghe nói là rất là linh nha các bạn. Tháng tư mới khách đông con, tháng này tháng giêng chưa có chánh, tháng tư mới là lễ chánh. Con lại vuốt bức tượng mẹ để đầu ba cái đi, bắt đầu mình tay qua nạn khỏi con. Vuốt bức tượng mẹ á, đừng vuốt em bé. Vuốt bức tượng mẹ, cái áo của mẹ cái con để trên đầu con á. À, lại con vuốt vậy nè. À, cái để trên đầu con ba lần vậy đó. Còn con nào có chồng chưa có con mới vuốt em bé ịn vô bụng. À, bà linh lắm đó. Của mẹ Quan Âm Thị Kính, hồi xưa bà giả trai đi tu đó, là bà chịu hầm quan đó, làm là bà thị mầu á, lấy ai nó nói cho lỗ thừa lấy bả, mà đừng bà với bà sao lấy nhau được. Rồi mới sanh con mới lại giao cho bả. Rồi bả mới bà chịu hầm quan, bả bồng em bé, bả đứng ngoài mấy viên chùa ông thầy đâu có cho vô chùa tu. Bả đứng ngoài bả tu viết bả thành thật. Rồi sao bà chết mới kéo ra bả là đường bà. Xưa đâu cho đường bà đi tu, sao cái bức tượng đó là bả thành Phật rồi đó con. Cái bức tượng cho bụi tre. Bây giờ là qua là bà cái bức tượng bên đó đó ha. Bức tượng đó là bả đã thành Phật rồi đó con. Bả té ra bả đường bà với đường bà lấy nhau đâu được. Xưa đâu có cho đường bà đi tu. Con mà có vợ chưa có con lên xin bả dưới con bé ở dưới bụng rồi bả cho bả con. Biết bao nhiêu người lên trả lễ. Alo. Đây thì cho tất cả mọi người các bạn cùng xem ha. Rồi mình vô đây mình có cảm giác cũng hơi sơ sợ. Thấy các bạn. Đây thì cũng có mấy cái hình ông thần Di Thần. Đây Di Thần. Đây các bạn. Chắc cầm máy luôn quá. Cái kỳ vậy. Bữa nay cũng hái quỷ gì đó. Mình sẽ dẫn tất cả mọi người đi ra đằng sau. Để mình zoom lại cho mọi người coi. Khách du lịch thì hàng năm thì gần tới cái tháng 4 á thì cái lượt khách cũng lai gai mà tới tháng 4 là rất là đông nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua bên lăng ông Thoại Ngọc Hầu nha mọi người.
Nắng ghê luôn á các bạn.